Trò chơi dân gian đánh đu vắng bóng người trong dịp Tết. Đánh đu, trò chơi dân gian trước đây phổ biến ở vùng quê như các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, nay đã vắng người chơi dịp Tết. Ghi nhận ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chỉ có vài cây đu được dựng lên ở các đình, chùa. Những ngày Tết, hai cây đu ở xã Nga Thành và Nga Yên của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ có một vài người chơi. Những người lớn tuổi cho biết trước những năm 2000, khoảng từ 25 đến 27 Tết là thanh niên trong làng chuẩn bị dựng các cây đu. Làng xã nào cũng dựng lên một vài cây đu ở sân đình hoặc cái bát đất trống ở khu trung tâm làng. Một cây đu được dựng lên bằng 6 cây tre to. Mỗi bên có 3 cây tre tạo thành một trụ đu. Phía trên thanh ngang nối hai trụ đu. Thanh đu làm bằng hai cây tre già và nhỏ vừa tay cầm và bàn đu làm bằng gỗ được chốt rất chắc chắn. Người chơi có thể đánh đu một mình là đu đơn hoặc là đu với bạn là đu đôi. Thu hút sự chú ý của nhiều người xem, thường thì là đu đôi của các cặp nam nữ. Trước đây, người chơi rất đông, thanh niên, trẻ em và cả người lớn tuổi tập trung kín xung quanh cây đu. Mỗi người chơi phải nộp một khoản tiền nho nhỏ như tiền mua vé và chờ tới lượt mới được chơi. Nhưng hiện nay, rất ít xã được dựng đu, cả huyện chỉ có vài cây đu, nhưng cũng vắng người chơi. Dù miễn phí hoàn toàn, mỗi cây đu chỉ có vài người chơi. Tại cây đu ở xã Nga Thành thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, anh Mai Đức Minh, 31 tuổi cho biết, mình làm ăn và sinh sống ở miền Nam, mỗi dịp Tết về quê rất muốn được tìm cây đu để gặp lại bạn bè và chơi cho thỏa nỗi nhớ miền quê. Tìm ở nhiều xã mới thấy một cây đu, nhưng vắng bóng người chơi nên cũng không còn hứng khởi để chơi. Giới trẻ ít mặn mà, cây đu trở thành hoài niệm của những người lớn tuổi. Trước mặt này